để rồi chúng ta sẽ bước vào trận đấu 6 ít phút nữa. Vâng, cầu thủ Hoa Lan số 20 Nguyễn Minh Phương có một pha khởi động bán vé rất tuyệt vời. Xin chào anh Bùi Đức Tài nhá. Xin mời đội trưởng của đội Nho Quan Ninh Bình và đội trưởng của đội tuyển Trần Thủy Cốc đã trở về mặt trận tài chính để chúng ta làm nhiều vụ cũng như thủ tục thi đấu. Tuấn ơi, đẩy ông Thành đi bên hai được. Thay lời cho ban tổ chức công việc đội tuyển Thủy Cốc xin trân trọng kính mời các bác lãnh đạo của đảng ủy ban nhân dân xã Thành Vinh đã cùng trở về dự khán trận chung kết giải bóng chuyền chào xuân 2023 tại thôn Thủy Cốc. Xin mời các bác sẽ cùng trở về với khu vực khán đài A có những hàng ghế dành cho các quý vị đại biểu các bác lãnh đạo trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Lạch quá em ạ, bên kia dàn khỏe quá. Xin được trân trọng hai trọng tài viên, bốn trọng tài viên của câu lạc bộ bóng chuyền thôn Mạc Nghèo. Đúng rồi, nhưng mà bên kia truyền cũng thấy bình thường mà. Truyền bên kia đây cũng không sắc lắm. Trong đội chúng ta sẽ bố trí các tổ trọng tài. Trọng tài chính đó là ông Trương Quốc Tuấn, đội tuyển Quân Hiệp Ban huấn luyện. Và trọng tài giải bóng chuyền cũng như trọng tài đã được đào tạo bắt rất nhiều giải tại huyện Thạch Thành cũng như giải của tỉnh Thanh. Hôm nay cũng đã trở về với quê hương thôn Thủy Cốc để làm nhiệm vụ cũng như thi đấu người cầm cân nảy mực để rồi mang lại một trận đấu công bằng, khách quan và công tâm. Vâng, xin chào tất cả anh chị em đã đến với lại kênh Facebook Đàm Minh Nam của mình nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là hai đội, đó là đội Thủy Cốc và đội Nho Quan Ninh Bình, hai đội thi đấu với tỷ thể thức là 5-3. Anh không rõ tầm đấy em ạ, tầm đấy Dương ạ. Trận đấu của chúng ta đang bước vào những một trận đấu cuối cùng, trận đấu quyết định để là sẽ lên ngôi vô địch trong mùa giải 2023 tại thôn Thổ Cốc này. Nếu đã trở về với quê hương Thủy Cốc, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành của chúng ta.
Thôi vừa bắt đầu luôn. Khởi động đi, khởi động đi. Thay đồ đi, thay đồ đi. Một pha dứt điểm ở vị trí biên hai của Bùi Đức Lộc. Điểm số bây giờ là 3-0 nghiêng về các cầu thủ Sồi Cốc. Thằng của em nó mới đến anh ạ. Rồi, ok. Ui giời. Và một pha dứt điểm tốt của Bùi Hiếu. Điểm bóng 2-4 cho các cầu thủ Nho Quan. Ra chạy cơ mấy vòng sân là nóng người mà bổ. Đó là Mạnh Quân. Vâng, một chủ công đến từ câu lạc bộ Sồi Cốc. Vâng, Trương Mạnh Tuấn sinh năm 1998 và hiện tại chưa có người yêu. Vâng, một pha không hiểu ý nhau của các cầu thủ Nho Quan. Điểm bóng 6-2. Bỏ hết vào túi em. Hả? Nữ thắng giòn luôn. Điểm bóng 3-7. 3-7 nghiêng về các thủ Nho Quan. Vật đáng tiếc đó là Trương Văn Năng. Đang ở thôn Sồi Cốc, xã Thành Minh nha anh nhá. Một pha đánh bóng rất tuyệt vời của Trương Mạnh Tuấn nhưng rất tiếc bóng đi ra ngoài. Điểm bóng bây giờ là 5-7. Một trận bóng rất chất lượng với những cầu thủ trẻ của Tràng An Minh Bình và các cấp câu lạc bộ khác nhau. Dạ, vâng, Văn Phượng bắt bóng đi ra ngoài. Điểm bóng cho các thủ Sồi Cốc 8-5. Văn Con kìa. Rất mạnh. Phòng thủ rất tốt. Văn Con. Phòng thủ tốt của các cầu thủ Nho Quan.
Tiếp tục lại đây, tiếp tục là Văn Năng. Lưới lưới, vâng, đã có lỗi chạm lưới của các thủ Nho Quan. Tỉa bóng 9-5. Ui giời. Một pha phát động đầy mỹ thuật. 6, 9 phát vào vị trí số số anh ơi. 6, 9 phát vào vị trí số 2 nhưng mà không thành công. 6, 9 rồi. Và phát bóng đi ra ngoài. Điểm bóng 16 cho các cầu thủ Sôi Cốc. Vâng, anh chị em cho mình xin một like, một lượt chia sẻ nhá. Bảy mươi cho các cầu thủ Nho Quan. Bước một tốt rồi, ai đây? Thành Cháo. Rất đáng tiếc, đá bóng lọt càng. Điểm bóng bây giờ là 80. Vâng, đã có lưới chạm lưới của cầu thủ Nho Quan. Điểm bóng 11-8. Điểm số hiện nay là 11-8. Đang phản ứng về cầu. Cây chuyển này của Sôi Cốc, anh Bà Hoa. Phòng thủ tốt, ai đây? Thành Cháo. Một pha đánh bóng tốt của Thành Cháo Vlog. 12-8. Vâng, một pha bỏ bóng rất kinh nghiệm của Trương Văn Năng. Điểm bóng tiếp tục cho các cầu thủ Sôi Cốc. Xin chào Trung Dũng. Phương không. Vâng, đánh bóng không qua lưới. Điểm bóng 14-8 tiếp tục cho các cầu thủ Sôi Cốc. Vâng, các cầu thủ Sôi Cốc đang nhập cuộc ở set đấu thứ nhất này rất tốt. Vâng, phát bóng rất mạnh của chuyền hai. Vâng, số 8 chuyền hai bên phía Sôi Cốc phát bóng rất tốt. Nâng điểm số lên cho các cầu thủ. Ok, ok. À. Với tỷ số 7 điểm thì đã phải xin phép trọng tài hội ý 30 giây. Một trận đấu kịch tính ngay từ những giây phút đầu tiên. Nhưng mà khi các tâm lý các cầu thủ Ngọc Hoàng Ninh Bình chưa kịp làm quen với tinh thần khán giả cổ vũ của Sôi Cốc thì đã bị choáng rồi. Vâng, hiện tại tôi đã thấy có sự bổ sung rất kịp thời của các cầu thủ Sôi Cốc, đó chính là Hào Con đến từ quê hương Thạch Sơn. Và đặc biệt là các cầu thủ trong sân cũng như các cầu thủ vừa trở thành từ các đoàn đào tạo quân đội của đội tuyển Sôi Cốc, Trương Minh Tuân và Thành Đáo đang ghi những cái điểm rất quan trọng. Vâng, vâng, phát bóng rất mạnh, bóng đi ra ngoài. 9-15. Chắn kinh lắm. À. Phát bóng đi ra ngoài của Văn Mạnh. Văn Mạnh phát bóng rất mạnh. Dự báo khí tượng là thủy văn cũng như báo thời tiết thì tốc độ gió của cơn trời nước tốc của chúng ta là đang là hướng đông bắc. Vâng. Bóng đã chạm tay rồi. Một vòng trọng tài bắt rất chính xác. Điểm bóng đây là 10-16. Bước một tốt rồi, ai đây? Thành Cháo. Vẫn còn, và cái chân rất khéo của
Một pha đánh bóng rất tốt của chủ công số 8 bên phía cầu thủ Nho Quan. Vâng, một pha tấn công rất tốt của Thành Cháo Vlog. Điểm bóng tiếp tục là 17-11 cho các cầu thủ Sôi Cốc. Ôi! Điểm bóng bây giờ là 12-17. Phương vừa ở đây vừa chạy về nhà hay sao ấy? Ơi. Vâng, đánh bóng không qua lưới. Điểm bóng là 18-12 cho các cầu thủ Sôi Cốc. Hợp vào. Chú sang đội kia mà hỏng à? Không. Ai làm thế? Không được. Ngồi kể cả không đánh nhưng ngồi ngoài. Vâng, một pha đánh bóng rất tốt của Trương Văn Năng. Không. Hâm à. Chết dở đấy. Một pha đánh bóng tốt của Văn Năng. Hâm. Không được. Chết đấy. Thêm chú vào này mẹ, hổ mọc thêm cánh không chơi. Không. Một pha đánh bóng lọt càng của các cầu thủ Nho Quan. Anh em của chú nó đi hết rồi. Anh em của chú nó đi hết rồi. Không. Bóng một tốt của Thành Cháo. Vẫn còn. Trương Văn Năng. Điểm bóng là 22-14. Không. Chú trêu anh nhỉ? Không. Chết đấy. Vẫn chưa hiểu ý nhau trong những pha phòng thủ cũng như những pha tấn công. Vâng, một pha phát bóng rất mạnh đi ra ngoài của Trương Mạnh Tuân. 15-22. Một pha phát bóng bay. Phát bóng dài nhưng mà bóng bị lên người phần 15. Sôi Cốc vô địch. Ok Thanh Thảo. Cố gắng chuyển bỏ vâng bóng lại đi ra bên ngoài. Rất đáng tiếc. Trương Văn Năng đánh bóng đi ra ngoài. Xin chào 25 anh chị em đang xem. Vâng, mọi người có thể cho mình xin một like, một lượt chia sẻ ở những trận chung kết hay như thế này. Vâng, Thành Cháo đã bị Đức Mạnh hóa giải. Lưới kìa. Đã có lỗi chạm lưới của Đức Mạnh. Điểm bóng 23-17. Nữ đánh quá nhanh luôn. Phát bóng chết đấy. Đội Nhi, đội con Tâm, đội đấy đánh nhanh mà.
Vương 1 không được tốt của libero bên phía cầu thủ Sôi Cốc. 19-23. Vâng, Sôi Cốc đang cần những pha bước 1. Đúng rồi, bước 1 đẹp rồi. Thành Cháo. Vâng, sau khi lên 4 điểm số thì các cầu thủ đội nào? Đội nào? Thì đây, đội kia hôm qua gặp Mặc Hèo đây. Đội Mặc Hèo ở đây, đội gặp đội này này. Qua đội nó kia nó chắn tốt. Có đội em của cũng đôi đều đấy, thì bọn em có đội thôi. Hôm qua thằng ấy đánh bóng rất tốt của Trương Văn Năng. Điểm bóng set boy cho các cầu thủ Sôi Cốc 24-20. Sau khi hội ý thì các cầu thủ Sôi Cốc đã cắt chuỗi lên điểm. Sang một em ơi. Bước một tốt. Thành Cháo. Đánh bóng rất mạnh. Điểm bóng 24-20. Không ạ. Vâng, đây là Đức Mạnh. Giới thiệu quý vị các bạn, đây là Đức Mạnh. Xin chào Nhã Thành, xin chào 21 người đang xem. Vâng, tôi đã thấy bên phía Sôi Cốc đã có sự bổ sung của chủ công, đó là Hào Con đến từ câu lạc bộ Thạch Sơn, Thạch Thành. Ngày hôm nay anh đã bớt chút thời gian trở về quê hương Sôi Cốc để tham gia giải bóng chuyền thôn Sôi Cốc năm 2023. Xin chào Đinh Văn Trọng. Vâng. Chuyền hai bên phía Nho Quan Ninh Bình phát bóng không qua lưới. Điểm bóng cho Sôi Cốc 1-0. Một pha đánh bóng rất cao tầm của Bùi Hiếu. Điểm bóng 1-1. Không được rồi. Hàng chắn bên phía các cầu thủ Nho Quan chắn bóng rất tốt. Điểm bóng 2-1 cho các cầu thủ Nho Quan. Anh ngậm nước. Anh ngậm nước. Anh ngậm nước. Vâng, một pha có bóng lỏng tay về đường y rất tốt của Minh Tuấn. Điểm bóng cho Sôi Cốc 2-2. Một pha đánh bóng rất mạnh của số 6 bên phía Nho Quan. Phát bóng không qua lưới của Văn Phượng. Điểm bóng 3-3. Vâng, phòng thủ rất tốt bên phía Sôi Cốc.
Vâng, tổ chức phản công cho các cầu thủ Nho Quan. Thấp bóng rồi, bỏ bóng đi ra ngoài. Rất đáng tiếc. Một cơ hội 10-10 cho các cầu thủ bên phía Nho Quan. Nhưng chuyền hại không hơi ẩu ý. Biển hại số 8 đánh bóng rất tốt. Điểm bóng bây giờ là 4 đều cho cả hai đội. Xin chào anh Quách Công Tuyền. Xin chào 27 anh chị em đang xem. Bước 1 tốt của các cầu thủ Sồi Cốc. Không được rồi. Có vẻ là đường bóng chuyền hai không được thuận lợi của chuyền hai bên phía Sồi Cốc. Tiếp tục điểm cho Nho Quan 5-4. Rất đáng tiếc, đường chéo rất hay. Nhưng bóng đi ra ngoài. Điểm bóng 6-4. Phát bóng đi ra ngoài của số 8 bên phía các cầu thủ Nho Quan. Điểm đổi cho các cầu thủ Sồi Cốc 5-6. Vâng, các cầu thủ Nho Quan ở trận đấu thứ hai này cũng đã mất tới vài mấy. Đó là Đức Mạnh. Vâng, phụ công Đức Mạnh ngày hôm qua hôm nay đã được ban huấn luyện của Nho Quan đẩy ra chơi vị trí là chủ công. Chủ công Đức Mạnh đánh một đường chéo rất khét. Bước một tốt, ai đây? Biên 4. Một pha đánh bóng lọt càng của Thành Cháo. Điểm bóng 6-7 cho các cầu thủ Sồi Cốc. Xin chào 30 anh chị em đang xem. Không được rồi. Một pha bỏ bóng từ bước 2 của các cầu thủ bên Nho Quan không thành công. Điểm bóng bây giờ là 7 đều. Anh ngồi lối sang này thấy không? Vâng, điểm bóng 8-7 nghiêng về các cầu thủ bên phía Nho Quan. Phát bóng ngày hôm nay, phát bóng vừa rồi đó chính là Đức Mạnh. Đức Mạnh phát bóng đi ra ngoài. 8 đều. Điểm bóng 8 đều. Ui giời. Rất đáng tiếc. Một pha phát bóng hỏng của Thành Cháo. Điểm bóng bây giờ là 9-8 cho các cầu thủ Nho Quan. Phát bóng tốt của chuyền hai bên phía. Đó là Đức Lộc. Vẫn còn. Rất đáng tiếc, bóng đi ra ngoài. Cách biệt bây giờ đã là 2 điểm rồi, 18. Một pha đánh bóng chạm chắn đi ra ngoài của cầu thủ Sồi Cốc 9-10. Chủ công Đức Lộc phát bóng. Bừng một tốt của Nho Quan. Ai đây? Không được rồi. Điểm bóng cho Sồi Cốc 10 đều. Set đấu thứ hai. Ở set đấu thứ nhất thì các cầu thủ Sồi Cốc đã giành chiến thắng với tỷ số là 25-20. Diễn biến ở set đấu thứ hai hiện tại thì các cầu thủ Nho Quan đã dẫn lên với tỷ số là 11-10. Xin chào Phan Hà, chủ công Phan Hà đến từ quê hương Thành An. Xin chào Như Quỳnh. Em
chuyển hai hàng trong để chuyển bóng sang. Đúng rồi, của đấy chuyển hai đấy bóng sang rồi. Sao đánh lại của đấy? Vâng, trọng tài quyết định đánh lại pha bóng vừa rồi. Vâng, trọng tài rất kiên quyết, trọng tài quyết định đánh lại pha bóng vừa rồi. Ok Phan à. Phạt bóng tốt của Bùi Hiếu. Ai đây? Trương Minh Tuấn. Đánh bóng tốt của Trương Minh Tuấn. Ok Bùi Thế Tâm. Bùi Thế Tâm đang ở đâu nhỉ? Về ngay sân vận động thôn Sở Cốc gặp anh nhá. Xin chào 30 anh chị em đang xem. Mỗi người cho mình xin một like, một lượt chia sẻ đi nhờ. Ai đây biên 2 số 8. Đánh bóng đi ra ngoài. 12-11. Xin chào Idol Hòa Blood. Xin chào chiến sĩ công an nhân dân của quê hương xã Ngọc Trạo. Xin chào Lan Hương. Ai đây biên 2. Phòng thủ tốt. Biên 2 Trương Văn Năng. Lọt chắn rồi. 13-11. Em không. Em quay không bao giờ bật lap đâu mà. Xin chào chủ thầu Bùi Đức Bình. Vâng, mọi người mà có nhu cầu tìm việc làm bên lĩnh vực xây dựng thì hãy tìm ông chủ thầu Bùi Đức Bình. Hiện tại thì ông chủ Bùi Đức Bình đang quản lý với hơn 50 công nhân thuộc những công trình hạng mục biệt thự. Một pha đánh bóng tốt của Trương Minh Tuấn. Phòng thủ tốt. Ai đây tổ chức phản công? Biên ai? Đó là Trương Văn Năng. Quá hay. Anh em nhà Tuấn Năng thật sự chơi rất bùng nổ. Hai anh em nhà Tuấn Năng ngày hôm nay chơi rất bùng nổ tại quê hương Sồi Cốc. Phát bóng tốt rồi. Bước 1 hơi chạy choạc. Xử lý rồi. Ai đánh quả này? Không được lại. Rất đáng tiếc đánh bóng đi ra ngoài. Lưu Thị Hà Sơi Cốc vô địch. Ok Lưu Thị Hà. Lưu Thị Hà cho mình xin một like, một lượt chia sẻ các anh ạ. Chắn bóng tốt. Tổ chức phản công. Biên 4 Thành Châu. Có lỗi chạm lưới rồi. Đã có lỗi chạm lưới rồi. Vâng, đánh bóng đi ra ngoài của các cầu thủ Sôi Cốc. 14 đều. Chắn bóng tốt của chuyền hai. Vẫn còn. Rất đáng tiếc một pha chớp thời cơ cực kỳ đáng tiếc của. Đã lưới là bắt chứ còn lưới gì nữa trời. Vâng, đánh bóng rất mạnh của Thành Cháu. Điểm bóng bây giờ là 15 đều. Vâng, một trận đấu chung kết cực kỳ mãn nhãn. Đức Mạnh. Đức Mạnh đánh bóng rất mạnh nhưng bóng đi ra ngoài.
Xin chào Luân Con, xin chào Cú Đình Chính. Vâng, chắn bóng rất tốt của chuyền hai bên phía các cầu thủ bên phía Sồi Cốc. Chưa hết được rồi, chưa hết được. Điểm bóng bây giờ là 18-15. Vâng, cả quý vị và các bạn vừa rồi vừa thấy cầu thủ chuyền hai bên phía các cầu thủ Sồi Cốc chỉ 1m65 thôi, nhưng anh đã hóa giải một cầu thủ 1m85. Chắn bóng quá hay. Sau khi bị dẫn 3 điểm số thì ban huấn luyện bên phía Nho Quan đã xin tạm dừng hội ý. Vâng, khán giả ngày hôm nay rất đông mọi người ạ. Đặc sản của anh em đấy nhá. Đánh bóng rất tốt của chủ công bên phía Nho Quan. Điểm bóng 16-18. Tổ chức phản công, ai đây? Bùi Đức Lộc. Quay. Điểm bóng bây giờ là 19-16 rồi. Cách biệt bây giờ là 3 điểm, rất khó khăn cho các cầu thủ Nho Quan. Thật sự là không khí ngày hôm nay quá tuyệt vời ở trên sân vận động thôn Sồi Cốc ngày hôm nay. Phản bóng tốt rồi, ai đây? Chủ công Bùi Hiếu hay chăng? Đó là Đức Mạnh đánh bóng đi ra ngoài. 21-16. Vâng, trọng tài quyết định là bóng nghiêng về cầu thủ Nho Quan. Điểm bóng là 17-19. Bước một tốt rồi, ai đây? Biên hai, Đức Lộc. Rất tuyệt vời. Đúng là chú bộ đội mới đi lính về rất khỏe. Số 6 của Sồi Cốc đó là Bùi Đức Lộc. Anh sinh ra tại quê hương Cẩm Bộ, ngày hôm nay anh đầu quân cho quê hương Sồi Cốc. Quá tuyệt vời. Thành Cháo phát bóng tấn công, phát bóng đi ra ngoài. 18-20. Các cầu thủ bên phía Sồi Cốc không được chủ quan. Cả hai đội không được chủ quan một giây phút nào cả. Nguyễn Thị Trâm vui ấy. Vâng, thật sự là một không khí rất tuyệt vời ở trên sân. Ai đây? Trương Minh Tuấn. Quá tuyệt vời, Tuấn ơi. Hay quá Tuấn ơi. Một pha ném gạch xuống sân của Minh Tuấn. Điểm bóng 21-18. Vâng, đã có lưới của các cầu thủ bên phía Sồi Cốc. Rất đáng tiếc. 19-21. Xin giới thiệu với Thủy Trầm thì ngày hôm nay toàn các cầu thủ 1m75 trở lên rồi. Toàn các anh dài đòn thôi. Bước một tốt rồi, ai đây? Rất đáng tiếc, điểm bóng 20-21 rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tổ chức phản công cho cầu thủ Nho Quan. Biên ai đánh bóng trong sân. 21-21. Đang ở thôn Sồi Cốc, xã Thành Minh. Không, một những giây phút vừa rồi thì các cầu thủ Sồi Cốc có chệch choạc với bước 1. Đánh bóng đi ra ngoài. Không, đã chạm tay rồi. Đã chạm tay của cầu thủ bên phía Sồi Cốc. 22-21. Các cầu thủ Nho Quan đã vươn lên dẫn với điểm số là 22-21. Vâng, 22-22. Lại là Minh Tuân. Các cầu thủ Sồi Cốc đã cắt chuỗi lên điểm của các cầu thủ bên phía Nho Quan. Điểm bóng bây giờ là 22-22. Bước một tốt rồi. Đá bóng rất tay của Văn Phượng. 23-22. Rất hay rồi, rất tuyệt vời. Bước 1 đẹp rồi, ai đây? Biên 4. Chắn bóng tốt. Lại là chuyền hai 1m65 hóa giải chủ công 1m85. Quá tuyệt vời. Điểm bóng bây giờ là 23-23. Vâng, ở diễn biến ở set dài này cực kỳ kịch tính. Ai đây? Biên 4 không được rồi. Tổ chức phản công. Thành Cháu. Quá thông minh. Hay quá Thành Cháu ơi. Tuyệt vời. 24-23. Set boy đang nghiêng về cho các cầu thủ Sồi Cốc. Ai đánh quả này? Không qua lưới rồi. 25-23. Vâng, các cầu thủ Sồi Cốc đã có chiến thắng với tỷ số là 2-0. Quá tuyệt vời. Khán giả Sồi Cốc quá tuyệt vời. Đến bây giờ là đến chương trình đi tìm đặc sản. Xin chào Nguyên Bệp. Hay lắm em ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngọc Trào không có gì đâu em ơi. Ngọc Trào có mỗi anh đi xem thôi. Đâu Thành Cháu ơi, à, vừa ghi điểm trong nhé. Cứ đánh thôi không việc gì đâu, đánh bình thường. Vâng, điểm bóng 1-0 cho Nho Quan.
lấy luôn em ơi. Và các cầu thủ trong ban huấn luyện đang có một sự phục vụ rất là tốt với sự đầu thua tại hiệp số đầu tiên. Phát điểm cho Ninh Bình 1-0. Điểm bóng 1-0. Lấy luôn chắc này Lộc ơi. Quay một pha chắn bóng quay của rất đáng tiếc. Điểm bóng 2-1 cho quay, đó là Văn Lực. Điểm bóng 2-0. Lộc ơi, lùi 6 và thủ hô. Không phải dâng đâu, bọn nó không bỏ đâu. Đó là một pha tập bóng rất mạnh về tới phần sân của cầu thủ Sơn Cốc để lấy được điểm vô cùng quý giá cho cầu thủ Nho Quan Ninh Bình. Vâng, điểm bóng bây giờ là 3-2 cho cầu thủ Nho Quan. Vâng, một tốt rồi, ai đánh quả này? Minh Tuấn. Tuấn ơi, đánh bóng đi ra ngoài. 4-2. Điểm bóng 5-2. Cố ý đây anh ơi. Điểm bóng là 5-2. Đánh bóng rất tốt của Văn Năng. Điểm bóng bây giờ là 3-5. Vâng, một chạy choạc. Đánh bóng rất mạnh, đáng tiếc bóng đi ra ngoài. Điểm bóng 6-3. Điểm bóng 6-3 cho cầu thủ Nho Quan. Ai chắn quả này? Đánh bóng phòng thủ tốt. Phòng thủ tốt của Trời Cốc. Ai đây? Biên 1. Điểm bóng 7-3. Hồi ý đây bạn ơi. Hồi ý thôi. Chậm lại anh em, chậm lại. Đánh bóng rất tốt của Thành Cháo. Điểm bóng 4-7. Vâng, các cầu thủ Sồi Cốc đã dần dần lấy lại được tinh thần ở set đấu thứ 3 này rồi. Ai đánh quả này? Thành Cháo.
Hoàng Thành cháu đã có thưởng nóng rồi. Rất đáng tiếc, điểm bóng 8-7. Xin lỗi, 8-6. Với kính thưa tất cả quý vị, thì chúng tôi đang nói từ hiện tại tại sân vườn này của thôn Sở Tây của chúng ta, và cái sự chứng kiến của hơn 2.000 khán giả đang đến để chứng kiến một trận đấu hay quá. Thầy cháu ơi, tiếp tục lại là thưởng nóng. Vâng, đây vâng, trọng tài quyết định là bóng đã chạm tay đi ra ngoài, điểm bóng 9-7. Bước một lỗi rồi, 10-7. Điểm cho Ninh Bình 11-17. Cách biệt bây giờ đã là 4 điểm rồi. Rất đáng tiếc, sau khi bị dẫn 4 điểm thì các cầu thủ bên phía Nho Quan đã dẫn lên với tỷ số là 12-7 rồi, cách biệt là 5 điểm. Bên kia nó chắn tốt mà. Bên kia hàng chắn tốt lắm. Rất đáng tiếc, điểm bóng cho Nho Con 14-7. Cách biệt bây giờ đã là nhân đôi rồi. Vâng, trọng tài quyết định bóng trong sân. Điểm bóng cho Nho Quan 15-7. Đã có lưới chạm lưới của các cầu thủ bên phía Nho Quan. Điểm bóng 8-18. Rất đáng tiếc.
Nguyễn Đình Quang lên 17-8. Một pha đá bóng tốt của Đức Lộc. Địa bóng 97. Và đánh bóng rất tốt của Bùi Hiếu. Điểm bóng bây giờ là 18-9. Xin chào Đức Hoàng. Xin chào 22 anh chị em đang xem. Đánh bóng tốt của Minh Tuấn. 10-18. Minh Tuấn quay 11-18. Lại là chương trình thưởng nóng. Lại là thưởng nóng. Một sự khích lệ tinh thần rất tuyệt vời. Kết thúc rất tốt của Văn Phượng bên phía Nho Quan. 19-12. Hay quá Năng ơi. Tay chắn rồi. Trời ơi. Mà đấy bắt tặng. Mà đấy. Chị. Đây là một con bắt không được. 20-12 rồi. Tiếp tục là Văn Năng. Chết đấy, chuyển quả bóng ấy. Rồi bỏ đi, giữ sức sắc này đi Đăng ơi. Bỏ đi, sắc này bỏ đi. Phạt bóng đi ra ngoài. Hết xét này thì chúng ta sẽ thấy ánh mắt nổi lên và chúng ta sẽ biết được rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu để chứng kiến cống hiến cho khán giả của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Tổng cầu phát bóng dành cho cầu thủ Sườn Cốc. Dứt tốc. Cầu phát bóng rất thông thái của các cầu thủ đã vào trong việc. Điểm số 23-13. 23-13 rồi. Cách biệt bây giờ là 10 điểm. Đang nghiêng về cho các cầu thủ Nho Quan. Vâng. Một pha bóng đánh rất bóng rất mạnh của Thành Cháo. Của 10-14, 23. Rất tốt. Và che chắn bóng rất tốt.
Chắn bóng rất tốt của Thành Châu. 15-23. Xin chào cô Đức. Mười sáu 23, một pha bỏ bóng rất tuyệt vời của vâng, đã có set boy ở set đấu thứ ba này nghiêng về cho các cầu thủ bên phía Nho Quan. Nếu mà các cầu thủ xuống góc chúng ta cố gắng để có 8 điểm thì chúng ta sẽ san bằng tỷ số với các cầu thủ Nho Quan. Nhưng nếu trong trường hợp các cầu thủ Nho Quan tốt ở pha bóng này thì chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ ba bỏ bóng không thành công. Và sau đây cũng đã đi vào hàng trắng và trao sân và kết thúc trận đấu thứ ba. Vâng, kết thúc trận đấu thứ ba các đội Nho Quan đã điểm bóng là 20-35-16. Điểm bóng này đang là 1-2 nghiêng về cho các cầu thủ Sôi Cốc. Vâng, điểm bóng 2-1 nghiêng về cho cầu thủ Sôi Cốc. Trong một trận này, sáng nay Tuấn nó sung sung lên là đánh. Đánh toàn lọt lọt chẳng cao. Và nếu như trong trường hợp các cầu thủ của Sôi Cốc của chúng ta toàn thắng ở trận đấu này thì chúng ta sẽ tìm được nhà vô địch. Và nếu trong trường hợp các cầu thủ Nho Quan của chúng ta thì hiểu được rằng cách để đổi điểm số quý giá trong trận đấu thứ hai này thì chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ năm để phân định nhà vô địch cho buổi tối ngày hôm nay. Và kết thúc tất cả những khán giả của chúng ta đã có mặt trong buổi trận đấu này thì chúng ta sẽ được rồi, vẫn ngon hơn chỗ khác rồi. Để chúng ta không đi không phải đi. Anh ơi, em nhờ tí. Em nhờ tí. Thôi nặng toang.
Năng hỏng rồi, Năng ơi. Bước một kéo vào đi. Điểm bóng 3 đều cho các cầu thủ bên phía Sôi Cốc. Tôi đợt phải đánh 5 xe em à. Trương Minh Tuấn phát bóng đi ra ngoài. Điểm bóng 4-3. Đánh bóng tốt của Thành Cháo. Điểm bóng 4-0. Đừng có bỏ nó quất đi ông ơi. Hay quá Thành Cháo ơi. Quá tuyệt vời. Vâng, điểm bóng 6-5 nghiêng về Nho Quan. Đấy, lọt càng rồi. Bóng sang sân thôi, trọng tài bắt sang sân kìa. Trọng tài bắt sang sân mà, chứ bóng lọt càng rồi. Không lấy về tận chân nên lọt thôi mà lọt. Lọt mà. Nó xuống thẳng luôn mà có lọt được đâu. Trọng tài bắt sang sân mà. Trọng tài bắt Thành sang sân. Đánh cái sân lòng rồi. Đi xui. Đánh được. Nhắm. Nhắm. Đây là nó cứ tạo ức chế ngay. Giờ nó tối rồi là rất khó nhìn. Có một mình rất khó nhìn. Vâng, điểm bóng bây giờ là 8-6 rồi, nghiêng về cho cầu thủ Nho Quan. Phát bóng đi ra ngoài. 7-8. Nào mà đánh với bên kia để nhớ được vào sân. Thế. Điểm bóng 9-7. Tỷ số 2-1 đang nghiêng về cho Sôi Cốc. 9-7 ở trận đấu thứ tư này, 9-7 cho các thủ Nho Quan. Đi anh ơi. Rồi tuần xong.
Vào xem năm thua luôn. Năm thua luôn, nếu mà cái này thua sẽ làm thua. Đấy, thấy chưa? Chắn nó như thế đi. Không thể nào bỏ được các con. Điểm bóng rồi 11-7. Đứt cước rồi. Đứt thật đấy. Xét năm đứt luôn. Không, không phải nói. Không phải đấy, không biết luôn. Chọn lại là cái này. Đốt. Tự đốt mà. Không đi đâu được. Không đi đâu được. Cho Đặng Hào mà nó đều hơn nhiều. Phải có thằng Hào vào thì nó cứ cửa được bọn này nó mới ra được. Đúng rồi. Chứ lúc nãy mà không có Hào vào bên này thì kéo con mình là gì. Điểm bóng là 86 rồi. Tự đốt. Anh ơi, anh ơi, em nhờ đi. Không qua lưới. Ok Hoàng Long nha. Đấy pin yếu ở đấy. Càng cắm đầu càng đông càng về giờ. Nhưng mà Thành nó đánh thì là mạnh rồi. Nhưng vẫn hơn Tuân, là Tuân đánh là bị về luôn.
Điểm số rất là quý giá trong sân đấu này. Phát bóng này có đủ sự góc. Quá tuyệt vời. Điểm bóng là 21-10. Phải thêm 200 đô binh vào cho Tuần thì may ra. Bây giờ đánh được không? Đó. Cao đó. Anh phải gì? Nhắc nhở không? Nhắc nhở chứ. Họ nhắc nhở. Ai giỏi quá. Vào nhắc nhở xét 5 là ok đấy. Vào nhắc nhở xét 5 là ok đấy. À ngồi lê lết đây. Chấm thật. Đấy là bắt phải bắt rồi đấy. Một kia. Vâng, tỷ số là 2-2. Vâng, mình xin xuống lại ở đây nha. Và mọi người chờ mình khoảng 1 phút mình sẽ quay lại.